Sao Nhật xin chào cả nhà. Em vừa vệ sinh xong được một con lọc khí Daikin đồng hồ tròn rất là đẹp. Nguyên bản, máy vẫn còn rất là trắng đẹp. Em để mã số 11, một con đúng chất bãi luôn. Hình thức còn rất là mới. Đẹp mọi góc cạnh các bác nhá, vỏ nguyên bản đấy. Vỏ này đa số về đều sơn, nhưng con này thì vỏ nguyên, còn rất là mới. Cái lô này nhập được những con này khá là đẹp. Con đồng hồ tròn đầy đủ tất cả full tính năng. Con này em bán 2 triệu, giá 2 triệu bảo hành 1 năm, đấu biến áp điện 220V rồi, tất cả tính năng đầy đủ các bác nhé, eco, bù ẩm các thứ đầy đủ hết này. Hẹn giờ khóa trẻ em này, giữ 2 giây khóa trẻ em, ấn từng nhát một thì tắt đèn. Sử dụng công nghệ màng lọc tĩnh điện, hai cột lọc tĩnh điện hai bên này kết hợp với màng HEPA. Màng HEPA thay mới tinh rồi ạ. Thanh timer xử khuẩn. Một con máy full đầy đủ hết của Daikin, chỉ có những cái dòng này mới có đây, mà giá thành chỉ có 2 triệu đấy. Chưa bao giờ máy lọc khí mà nó lại có những cái giá thành nó rẻ như bây giờ, rất hợp lý. Đẹp. Bình nước to gần 3 lít, bằng thảo ẩm zin còn rất là mới. Chiếc này thì mình có thể dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại được các bác nhé. Thông số còn này, sản xuất 2012, series máy 73W, TCK 70 mà đẹp từ đằng trước ra đằng sau luôn. Giá em bán là 2 triệu bảo hành 1 năm, máy đồ biến áp điện rồi, 220V rồi, mọi chức năng hoạt động ok, ngon lành chuẩn chỉ các bác nhé. Hôm nay độ ẩm cao thì báo trên 90 rồi. Chào các bác.